Xin chào chị ạ. Xin chị cho biết là hôm nay chị làm bài thầy Nhượng thế nào ạ? Chán 80.000. Chán là 80.000 ạ? Chết. Thế sao lại ôn thế nào ạ để làm bài thế ạ? Chịu. Số trời. Chị ơi, chị ngẩng mặt lên tí được không ạ? Chán lắm. Đừng quay nữa. Thế ạ. Vâng, xin cảm ơn ạ. Xin chào chị ạ. Em chết lắm. Xin hỏi hôm nay chị làm bài Mr. Nhượng nào ạ? Chị đâm đầu với chị đây. Thế là lại 80.000 tiếp ạ? 80.000 rồi. Thế ạ? Chị ăn cả tháng rồi. Xin hỏi chị đang làm gì đấy ạ? Chị đang làm gì đấy ạ? Chị đang làm khổ sai cho mấy em đây. Ôi trời ơi, hai con em kia. Đây là thịt bò hay là thịt lợn đấy ạ? À, thịt heo. À, thế là không phải thịt lợn, không phải thịt bò, không phải là thịt heo ạ. Heo xào. Vâng, xin cảm ơn chị ạ. Xin chào chị ạ. Hôm nay chị làm bài thầy Nhượng thế nào ạ? Bình thường ạ. Bình thường ạ. Thế có 80.000 đúng không ạ? Chắc là trong bộ 80.000. Trời, thế mà là bình thường ạ. Câu lạc bộ 80.000 mà chị. Chị đang gọt cái gì đấy ạ? Chị đang chế tác nghệ thuật. À đấy ạ, em cho em xem nghệ thuật của chị. Ủa chị á, đeo kính ạ. Món này là nếu mà ăn không hết đâu sao lắm mà. Thế ạ? Ừ. Cái này ăn kèm với món gì hả chị? Spaghetti cái đó ấy. Spaghetti. À hôm nay là các chị làm món spaghetti ạ. Spaghetti, đây là cái gì ạ? À đây là mỡ. Một số thứ khó hiểu. Spaghetti mà em nhìn thấy toàn mì hảo hảo là như thế nào ạ? Đâu, chị để mì em đủ. À, vâng. Xin lỗi chị ạ. Xin chào chị ạ, bye bye. Không có chị nữa đâu rồi. Buông tay con em rồi. Sao spaghetti món của Ý lại có rau của Việt Nam ạ? Rau đây là Việt Nam thì phải dùng Việt Nam. À, thế ạ? Ăn thử một tí thôi ấy. Hay quá. Thế là spaghetti Việt Ý ạ? Ừ. Còn một chị nữa. Xin chào chị, hôm nay chị làm bài thầy Nhượng nào ạ? À, xem cỡ 80. Cũng là 80 ạ? Thế hội này, hội 80, chị đang làm gì đấy ạ? Đang có người vào xoài sẵn, bây giờ chỉ cần ăn thôi. Đây là xoài ạ? Xoài ăn kèm spaghetti ạ? Thế là các chị đầy đủ quá nhỉ? Hội nhà giàu. Lúc nào phải khoảng 80.000 đi.